tự hào là học sinh của trường tiểu học An Thượng thân yêu. Hôm nay hưởng ứng phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chúng em được trở về với lịch sử và cội nguồn dân tộc, trở về với những di tích lịch sử, những địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng, nơi nuôi dưỡng tâm hồn của lớp lớp các thế hệ hôm nay và mai sau. Khi đến trường, chúng em được học tập, rèn luyện và tham gia rất nhiều các hoạt động lành mạnh, vui tươi, bổ ích như thi văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, các bạn học sinh còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử của địa phương. Được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An Thượng anh hùng, chúng em vô cùng tự hào vì quê hương mình có một địa chỉ đỏ được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Đó là lăng mộ tiến sĩ Trần Xuân Yến, nguyên là tế tử quốc tử giám xưa kia. Lăng mộ của tiến sĩ Trần Xuân Yến tọa lạc ở một không gian rộng lớn với cảnh quan sông nước hữu tình. Tiến sĩ Trần Xuân Yến được sinh ra ở mảnh đất An Lạc, Thanh Lâm, nay là An Thượng, thành phố Hải Dương. Ngay từ nhỏ, Trần Xuân Yến đã chăm chỉ đèn sách, rồi mài kinh sử. Năm 33 tuổi, ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ. Sinh thời, ông là người tài đức vẹn toàn, tài năng xuất chúng, học cao hiểu rộng, văn chương phong phú và giàu lòng hiếu nghĩa. Hơn 20 năm gắn bó với triều đình, ông đã tận tụy, hết lòng phục vụ bốn đời vua Lê, góp công, góp sức, góp tài năng, giúp cho triều đình mỗi ngày thịnh trị. Với quê hương, tiến sĩ Trần Xuân Yến luôn lấy đức làm trọng. Ông đã ban bố mẫu ruộng và nhiều tiền bạc cho nhân dân. Trong thời gian trông coi việc học hành ở quốc tử giám, ông đã nghiên cứu học nghề làm cốm nếp ở làng Vòng, Hà Nội để về truyền dạy cho nhân dân quê nhà. Kể từ đó, làng nghề làm cốm nếp Chùa Thượng hình thành, phát triển và tồn tại cho tới hôm nay. Sau khi Trần Xuân Yến qua đời, ông được đưa về quê để chôn cất. Từng nhớ công ơn của ông, tổ làng nghề cốm nếp, nhân dân địa phương đã dựng lăng mộ để phụng thờ. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lăng mộ bị bom đạn giặc tàn phá nặng nề và xuống cấp nghiêm trọng. Những năm gần đây, nhân dân địa phương đã vận động công đức tôn tạo lại di tích đền thờ, lăng mộ của người con quê hương đức độ tài năng. Để tôn vinh người có công với đất nước quê hương, chính quyền và nhân dân đã cùng nhau chung tay xây dựng ba gian thờ tiến sĩ Trần Xuân Yến ngay tại khu vực phần mộ cũ. Hiện nay, khu đền thờ và lăng mộ tiến sĩ Trần Xuân Yến đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm, cứ vào ngày 27 tháng 2 âm lịch, nhân dân địa phương lại tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm tiến sĩ Trần Xuân Yến. Cùng với nhân dân địa phương, cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học An Thượng đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm mang nội dung giáo dục truyền thống tại nơi đây. Những hoạt động ấy vừa có ý nghĩa tôn vinh vị tiến sĩ đức độ tài năng của quê hương, đồng thời gửi gắm những ước nguyện, mong mỏi cho lớp lớp cháu con hôm nay được thành đạt, được hiển vinh trên con đường học tập, ghi nhớ và tiếp bước những trang sử vàng truyền thống của cha ông. Giờ đây, chúng em lại tiếp tục hành trình trở về với nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến máu xương giành lại độc lập cho dân tộc, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho tổ quốc. Tên của các anh đã khắc vào đá núi, hóa thành mây trời, kết thành hoa bất tử để ngàn đời sau ghi mãi. Cùng với tuổi trẻ cả nước, hôm nay các bạn đội viên trường tiểu học An Thượng, chúng em xin hứa sẽ quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt để chung tay xây dựng một nước Việt Nam trường tồn, giàu đẹp. Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng em lại cùng nhau nắm tay ca vang giai điệu Tiến quân ca hùng tráng, tự hào, mang hồn thiêng sông núi.